Công nghiệp ngày càng khẳng định vai trò, vị trí chủ đạo trong cơ cấu kinh tế, góp phần quan trọng đối với sự phát triển của huyện Đức Hòa. Là huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh, tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh nên Đức Hòa có nhiều điều kiện để phát triển, nhất là kinh tế công nghiệp. Năm 1997, Đức Hòa thu hút được hai khu công nghiệp Đức Hòa 1 và Đức Hòa 2, nay là khu công nghiệp Xuyên Á. Đây cũng là hai khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Long An. Sau 27 năm hình thành và phát triển, đến nay toàn huyện có 13 khu công nghiệp với diện tích 5.200 ha và 20 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.000 ha, trong đó có 6 khu công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút khoảng 980 doanh nghiệp, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 42% và 10 cụm công nghiệp đi vào hoạt động thu hút khoảng 550 doanh nghiệp, tỷ lệ lấp đầy đạt 93%, lĩnh vực công nghiệp xây dựng đóng góp khoảng 92% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Hiện Đức Hòa đang tập trung phối hợp các sở ngành tỉnh, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu cụm công nghiệp để sớm tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp đi vào hoạt động, đồng thời tạo điều kiện liên kết phát triển giữa các khu cụm công nghiệp trong chuỗi phát triển công nghiệp, tiến đến hình thành các lĩnh vực chuyên hoặc chủ đạo cho từng khu cụm công nghiệp, vừa góp phần tăng trưởng kinh tế của huyện, vừa góp phần tăng thu ngân sách cho tỉnh.